cô gái tin lời bạn thân xin số trai đẹp và cái kết ngỡ ngàng. Mới đây, một cô gái đã chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của mình. Chẳng là cuối tuần rảnh rỗi cùng nhỏ bạn thân đi mua sắm ở trung tâm thương mại, vô tình gặp được trai đẹp. Sự chú ý của cô lỡ va phải vào ánh mắt của anh chàng kia, nhưng khổ nỗi, cô gái này lại là người hướng nội. Nhỏ bạn thân thì ra sức đẩy thuyền, bày kế cho cô gái ra xin số chàng trai này. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô gái lấy hết can đảm tiến tới phía chàng trai để xin số, nhưng bất ngờ có pha quay xe cực gấp. Thật tiếc, anh chàng kia đã có chủ. Cũng may là xử lý kịp, chứ không thôi thì sai một ly, đi một xài luôn rồi. Trai đẹp không đến lượt mình, trai đẹp có chủ hết rồi, lại tiếp tục làm bạn với cô đơn thôi. Mà cô đơn giết rồi cũng quen, thà vậy chứ nghe nhỏ bạn thân xui thì ối rồi ôi mất. Đúng rồi. Cộng đồng mạng xem xong vừa thương vừa buồn cười cho cô gái. Xử lý quá đỉnh, nhanh như chớp, không một động tác thừa. Quay xe khét đấy. Thôi thì cô gái ráng chờ thêm chút nữa, cứ ngồi yên rồi tình yêu sẽ tới thôi. Còn bạn, bạn nghĩ sao về trường hợp này? Comment ngay cho TB Chan được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TB Chan và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.